my friend Joe. Everybody loves Joe. My friend, Joe Biden. So let me tell you about my friend. Ông Joe Biden chính thức trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46. Khuya mùng 7 tháng 11 theo giờ Việt Nam, đồng loạt các hãng tin lớn như CNN, Reuters, Fox News ra tuyên bố ứng viên Dân chủ Joe Biden đã vượt qua đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump để trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ vào tháng 1 năm 2021, bất chấp nhiều khiếu nại về gian lận phiếu bầu và cuộc chiến pháp lý mà nhóm tranh cử của ông Trump đưa ra. Ông Biden thắng ở bang chiến địa Pennsylvania và vượt qua mức phiếu 270 phiếu đại cử tri cần thiết để chiến thắng chung cuộc và đắc cử Tổng thống. Với chiến thắng ở Pennsylvania có 20 phiếu đại cử tri, ông Biden không cần chờ đến kết quả các bang còn lại chưa hoàn tất việc kiểm phiếu. Ông Biden thắng ở các bang truyền thống của Đảng Dân Chủ và bất ngờ thay đổi cục diện ở phút chót khi thắng tại các bang chiến trường quan trọng là Wisconsin, Michigan và mới nhất là Pennsylvania. Chiến thắng này giúp ông trở lại Nhà Trắng, nhưng không còn với vai trò phó tướng của Tổng thống, mà chính là người lãnh đạo đất nước Mỹ. Tổng thống đắc cử Joe Biden vừa có phát biểu cảm ơn sự ủng hộ của người dân Mỹ. Tôi rất vinh dự và khiêm nhường trước sự tin tưởng mà người dân Mỹ đã trao cho tôi và Phó Tổng thống Harris, ông Biden nói. Ông Joe Biden dành 8 năm làm Phó Tổng thống Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama và chiến thắng đến với ông trong lần thứ 3 ra tranh cử chức vụ quyền lực nhất nước Mỹ. Ông tuyên bố có thể sẽ dựa vào di sản của Obama và hàn gắn đoàn kết nước Mỹ giữa thời điểm đầy thách thức. Khi chiến dịch kết thúc, đã đến lúc chốt bỏ sự tức giận và những lời lẽ gay gắt và xích lại gần nhau như một quốc gia. Ông Biden nói, chúng ta là Hoa Kỳ, không có gì chúng ta không thể làm nếu chúng ta làm cùng nhau. Ông Biden còn là người nhận nhiều phiếu phổ thông nhất lịch sử bầu cử Tổng thống Mỹ, nhiều hơn kỷ lục của ông Barack Obama, 69.498.516 phiếu hồi năm 2008. Ông Joe Biden, tên đầy đủ Joseph Robinette Biden Jr., sinh ra ở thành phố Scranton, bang Pennsylvania vào ngày 20 tháng 11 năm 1942, hiện 77 tuổi. Ông là con cả trong số 4 người con của một gia đình người Mỹ gốc Ireland. Với chiến thắng này, ông Biden sẽ là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tổng thống Trump không thừa nhận chiến thắng của ông Biden. Sau khi các hãng thông tấn lớn đồng loạt tuyên bố ông Biden thắng cử, ông Trump khẳng định trong một thông báo gửi các phóng viên rằng cuộc bầu cử chưa kết thúc. Theo Reuters, chúng ta đều biết lý do Joe Biden vội vàng giả vờ là người chiến thắng và tại sao các đồng minh truyền thống của Biden cố hết sức để giúp ông ấy. Họ không muốn sự thật được phơi bày, ông Trump nói. Đến nay, vị tổng thống chưa đưa ra phản ứng nào trên Twitter. Một đại diện chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết sẽ đẩy mạnh xúc tiến cuộc chiến pháp lý mà họ đang theo đuổi. Việc các hãng thông tấn lớn bất ngờ tuyên bố ông Biden chiến thắng vào ngày 7 tháng 11 có lẽ nằm ngoài dự kiến của ông Trump. Nhà lãnh đạo chỉ vừa đến câu lạc bộ golf Sterling ở bang Virginia trước đó vài tiếng.